Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quận Bình Tân cưỡng chế gần 200 căn nhà xây trái phép. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, đề án xây 1 triệu căn nhà ở xã hội còn nhiều thách thức. Phong tỏa hàng chục tỷ đồng tài sản cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng. Việt Nam muốn vay từ các quỹ đầu tư Arab Saudi làm đường sắt. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo báo cáo của chính quyền quận Bình Tân, khoảng 170 căn nhà phố mọc lên trên đất chưa chuyển đổi mục đích, thậm chí là đất quy hoạch công trình công cộng. Những căn nhà này xây dựng từ những năm 2017 với con số lên đến khoảng 4-500 căn. Nhưng đến tháng 4 2023, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân mới ra 170 quyết định xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Trước đó, quận Bình Tân đã phát hiện công trình vi phạm xây dựng lên đến khoảng 23.000m2 tại phường An Lạc. Cụ thể, công trình vi phạm xây dựng không phép trên tại địa chỉ số 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc. Đây là công trình vi phạm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận được phát hiện. Công trình này vi phạm khá tinh vi, mượn công trình nhà xưởng hiện hữu để xây dựng phía sau. Đến khi phát hiện, ngay lập tức quận đã yêu cầu dừng thi công, phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả. Cũng liên quan đến tình hình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, vào tháng 6 2023, Thanh tra quận đã có kết luận số 1121 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Tân Tạo. Từ kết luận nêu trên, Ủy ban Nhân dân quận đã có thông báo số 851 ngày 18 tháng 8 2023 về tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan. Theo đó, tổ chức kiểm điểm và xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ, công chức thuộc quyền thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, khẩn trương kiểm tra, rà soát, thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với các công trình vi phạm. Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội có nhiều khó khăn khi nửa đầu năm mới khởi công được 9 dự án. Nhận định này vừa được Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đưa ra tại tọa đàm về hiện thực hóa đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội chiều 19 tháng 10, đánh giá về kết quả thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2010-2020, Bộ trưởng Xây dựng cho biết đã hoàn thành 312 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô 158.000 căn, tổng diện tích hơn 8 triệu m2, 418 dự án đang được tiếp tục triển khai, quy mô 432.400 căn. Ông đánh giá kết quả này là chưa đạt mục tiêu. Giai đoạn 2021-2025, theo Bộ trưởng, đến hết 30 tháng 6, cả nước đã hoàn thành 46 dự án, quy mô hơn 20.200 căn, 110 dự án với quy mô hơn 100.200 căn đã được cấp phép và đang triển khai xây dựng, 309 dự án với hơn 292.400 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tính riêng nửa đầu năm nay, cả nước khởi công 9 dự án, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 18.700 căn, trong đó gồm 6 dự án nhà ở xã hội, 3 dự án nhà ở công nhân. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành 428.000 căn. Ông Nghị cho biết, cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 nếu các dự án đã được cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành đúng thời hạn. Ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 1 cựu giám đốc sở vì làm thất thoát gần 138 tỷ đồng. Theo đó, hai cựu chủ tịch tỉnh là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch tỉnh và Võ Tấn Thái, cựu giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khi thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú. Trước đó, tháng 5 vừa qua, nhằm phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên đối với hai cơ sở nhà đất tại số 5A đường Ngô Thời Nhiệm và 96 đường Trịnh Phong, tổng diện tích 453m2. Đứng tên hai nhà đất này là ông Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ là bà Phan Thị Thu Hà. Công an còn phong tỏa số tiền hơn 33 tỷ đồng ở nhiều tài khoản cùng đứng tên bà Phan Thị Thu Hà tại ngân hàng. Ngoài ra, công an cũng phong tỏa gần 6.900 euro và hơn 300.000 đô la Mỹ của bà Hà gửi tại ngân hàng trước đó. Cũng trong vụ án này, công an kê biên tài sản hai căn hộ chung cư tại dự án khu đô thị VCN Phước Hải Nha Trang của ông Võ Tấn Thái và vợ Lê Thị Như Mai. Tiếp lãnh đạo Quỹ Phát triển Arab Saudi SFD và Quỹ Đầu tư Công PIF,
hai quỹ đang cấp 325 triệu đô la Mỹ vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư trực tiếp, gián tiếp tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 10, Thủ tướng đánh giá vốn vay ưu đãi này đã giúp Việt Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân ở vùng sâu vùng xa. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, đường sắt, cao tốc nên cần nguồn lực vay lượng vốn lớn. Do đó, ông đề nghị giám đốc điều hành quỹ SFD Sultan Al Massad tăng cấp vốn và điều chỉnh điều kiện vay theo hướng ưu đãi hơn cho Việt Nam. Còn gặp thống đốc quỹ PIF Yasser Al-Rumayyan, người đứng đầu chính phủ muốn họ đa dạng hóa đầu tư trực tiếp, gián tiếp vào các lĩnh vực ưu tiên Việt Nam, đặc biệt hạ tầng giao thông như đường sắt, đường liên kết vùng, đô thị và chống biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiện Việt Nam có kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống đường sắt và tiến tới phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Lãnh đạo SFD và PIF đều cho biết tới đây sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho các dự án tại Việt Nam. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, trưởng ban chỉ đạo đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại phiên họp lần thứ nhất của ban với nhiều nội dung quan trọng. Kết luận khẳng định quan điểm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển đường sắt tốc độ cao phải đồng bộ, hiện đại, phù hợp xu thế của thế giới, tốc độ thiết kế 350 km/h và thực sự trở thành trục xương sống theo kết luận của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải huy động các chuyên gia, kể cả chuyên gia quốc tế nếu cần thiết về kỹ thuật, kinh tế, tổ chức các hội nghị chuyên đề để góp ý hoàn thiện đề án, đồng thời làm rõ hiệu quả đầu tư, tính khả thi và các giải pháp về nguồn lực, chính sách, pháp luật phát triển đường sắt tốc độ cao, phát triển công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực, cơ chế để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, nhận chuyển giao, từng bước làm chủ công nghệ. Ngày 19 tháng 10, ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, cho biết cơ quan này vừa thu hút thành công một dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ. Theo đó, đây là dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng do tập đoàn Foxlink International Investment Ltd, Đài Loan đầu tư. Dự án có quy mô 135 triệu đô la Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ cao. Cụ thể, dự án có mục tiêu chế tạo bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử. Được biết, dự án này sẽ sử dụng 11,35 hectare đất tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Giá trị suất đầu tư 11,8 triệu đô la Mỹ một hectare. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Theo ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, đây là một trong các dự án có quy mô lớn và hàm lượng công nghệ cao được thu hút vào Đà Nẵng. Trước đó, thành phố Đà Nẵng đã thu hút thành công dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn quy mô 110 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ 170 triệu đô la Mỹ từ các doanh nghiệp Mỹ. Thành phố Đà Nẵng đang định hướng phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, vi mạch với mục tiêu đưa lĩnh vực này thành một trong các trụ cột phát triển chính. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Quang Hùng cho hay, đến nay cơ quan này đã thu hút được 28 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 7.024 tỷ đồng và 12 dự án FDI vốn đầu tư đăng ký 702 triệu đô la Mỹ. Theo ông Vũ Quang Hùng, thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, trong đó ưu tiên thu hút các dự án lớn về công nghệ cao với quy mô trên 100 triệu đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.